Hello mọi người nha, thì tôi là Quý Một Ngón em ơi. Thì tôi mới tìm ra một cái nick có rất chi là nhiều sao trong tử chiến luôn em ơi. Thì anh em nhìn anh em quảng hốt luôn. Thì bây giờ tôi cho anh em coi nha. Mà đừng quên kéo xuống giúp tôi nút like đăng ký kênh nha. Thì tôi hết anh em nhấn like bằng nút này nè. Đó, thì bây giờ cho anh em coi nha. Đây 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 anh em ơi, anh em nhìn cái số sao anh em quảng hốt luôn. Thì anh em nào ganh giống như là bao nhiêu sao rồi, đỏ quyền hộ bao nhiêu sao là hết đấu bao nhiêu sao á. Anh em comment bên dưới giúp tôi nha. Để coi có anh em nào vượt qua các bạn này hay không nha anh em. Thì bây giờ tôi cho anh em coi nè. Đó, anh em thấy gì không? 999 sao đó, thì đang xếp hạng hiện tại là 13, giống như là server Việt Nam luôn anh em à. Đó, thì bạn này rất chi là nhiều nick luôn anh em. Thì bạn này có một cái nick tên là Mob nè anh em à. Đó, thì 410 sao đó, rồi thêm một cái nick nữa nè anh em à. Đó, cũng là Mob 411 sao anh em. Đó, thì cho anh em nhìn nè. Đó, bạn này có rất là nhiều nick luôn anh em à. Nhưng mà anh em nhìn sao nè, 400 sao anh em thấy không. Nhưng mà đây đặc biệt nhất nha, bạn này có một cái nick top 2 server luôn nha anh em ơi. Đó, thì 99 sao. Thì các bạn này là xình như là xin nhất luôn nè anh em thấy không. Đó, thẻ vô cực kỳ full hết trơn luôn. Đó, thì sinh tồn mà còn 4.000 điểm nè anh em. Thì anh em cũng biết là bạn này là cày quái cái chuẩn luôn mới được như vậy đúng không anh em. Thì bây giờ tôi sẽ đem cái nick này qua bên bạn tôi, xem bạn tôi coi nó có phản ứng hay không nha anh em. Thì bây giờ đi thôi anh em. Thì tôi mới bấm mật khẩu vô anh em à. Nè mày nhìn sao đó nè, mày nhìn sao con tao mà bán hai con tao không? Mày được không sao? Bán tao không? Trời ơi, tụi mày làm gì vậy? Sao tụi mày không mở cửa cho tao? Tới được rồi anh, tao đang cả lộn. Mày nhìn sao của tao nè không? Gì? Thấy sao của tao không? Mày thấy sao tao không? Nó bắn gà không chết vậy, nó không có bằng tao. Mà nó cãi quá, nó bắn ngu của tao nữa. Trời ơi là trời, tụi mày bị ảo tưởng sức mạnh hả? Hàng thì 200 mấy sao, hàng thì 300 sao. Ông nội 300 mấy sao. Má xin sao ông chạy. Tao đùi ông nội, tao mà nhập lại chưa bằng nó nữa. Chứ gì nữa tao. Thì tao nói rồi, cái trình của ai cũng bay ngu thì mãi là ngu thôi. Có 340 sao. Còn cái này là có 241 sao à. Mày xếp hạng nhiêu? Xếp hạng top 13 luôn. Chết mẹ sao tao chấp 900 như vậy. Ôi bây giờ là tao chấp 2 thằng bay luôn. Giống như kiểu bây giờ tao hết đấu 2 thằng 300 sao gì đó chơi không? Mày nhờ vô đây, mày nhờ vô. Rồi, mày qua đây nè, qua đây nè, nhóc con. Chết. Ok anh em ơi, thì bây giờ phải là chùm tử chiến 99 sao solo với lại là Đức Cống nó, giống như là bạn này là tên 1 mét đấy nha anh em ơi, 340 sao. Đó, còn Long PC này là thằng nhân gồm nha anh em ơi. Đó, rồi đang là 241 sao. Thì bây giờ tôi sẽ vô tôi bắn nha anh em ơi. Ok, để coi tôi có căng được hai này hay không nha. Ok, vô. Nhắm căng nổi không ba? Sao không căng nổi ba? Đù á, hai thanh niên ganh hách đấu á. Rồi, ok. Tao mày cái nít này hai tụi mày đào tẩu đâu mà hay gì vậy? Trời ơi, của tao mà ba. Của tao mà. Mày mượn mày nói đại đi mày ơi. Rồi, sao tao Bây giờ chiến nè. 1, 2, 3. Mày là một phát à, một phát rồi đi luôn. Bình tĩnh nha. Dạ. Rồi, gục dạ. 1 nè. Dạ. Gục 2 nè. Ba bằng gờ gớm mày. Trời ơi, tử chiến 99 sao mày làm như là tao bằng tụi mày vậy. Trời ơi, dạ nó bắn gớm ghê với ông nội. Má, tụi này nó bắn như là cái con khỉ đột với anh em mà. Ngu. Đấy, đấy, 99 sao solo với lại là 200 mấy với lại 360 mấy vậy là mày 700 biết. Sao rồi, chưa mày bằng 99 sao nữa ơi. Mày đang solo với ông Hoàng Sóc Lọ không? Ông Hoàng Sóc Lọ hả, vậy là cụ tổ quay tay. Má, mày bắn với Danh. Rồi. Rồi, ok anh em ơi. Bây giờ anh em nhìn tôi nha, tôi chỉ làm một lần duy nhất cho anh em xem thôi nha. Đó, thì cái nick này nó không có skin súng luôn anh em ơi. Đó, bây giờ bình tĩnh nha. Tao kè mày gãy đầu mày luôn nè. Tao mà bắn rồi mày không có đường mà chạy đâu. Đâu rồi, tụi mày qua đây. Trời ơi, xin một cái tủ nào mà. Ờ, 70 máu nữa rồi, 70 máu nữa rồi, tao kè mà. Ồ, mấy chục máu rồi nhân gồm ơi. Ồ, một viên đậu nữa kìa. Ui, thằng này non nè, Trời ơi. Rồi, gục một thằng ngu nè, ngu nhân gồm rồi. Ê, nó yếu rồi nhận gồm ơi, mày sống gì bắn tiếp ra coi. Sống cái đầu cha mày. Má đó, mày tỉnh vậy. Sống mà. Thằng này. Đâu rồi? Đâu rồi, tụi mày đâu rồi? Yếu lắm, mày còn 100 máu nữa coi. Tao đây nè, tao trước mặt mày nè. Rồi, mày đây. Trời ơi. Hai không. Má nó bắn gớm ghê, không nợ lắm. Có mấy trăm sao, mày đặt solo với 900 sao. Mơ đi con. Tao bắn mày còn 100 máu rồi ba. Rồi, 2-0 nha. Trời ơi, gì đâu mà hết đấu mấy trăm sao mà xô đâu, quá ngu chứ gì. Đúng đó, anh Hoàng sắp lọ, không trời mẹ con. Tại vì anh em biết sao á, là người ta 900 sao mà nhưng mà người ta không top 1 không? Tại vì á, là ví dụ á, người ta chơi 1.000 chặn là nói chung là ai mà KD mà người ta cao hơn á anh em thì người đó sẽ là đứng top 1 nha. Thì cái bạn này nhiều nít quải cái chủ anh em à, nó nít nào cũng mấy trăm sao hết trơn anh em à. Nói nhiều quá.
Mày nói nhiều à, mày bớt quảng cáo đi qua. Tao bắn nè. Ôi. Ôi. Ơi, thấy gì chưa thằng nhóc? Sao mà đỡ? Sao mà đỡ được? Cây thế ta. Ôi, let's go, let's go, let's go. Come on, come on. Cái này phải mình chơi, mình phải có gì không? Có kẹo gì không ta? Ờ, không sao, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Đấy. Sợ cái gì mà bình tĩnh ba, bắn bê căng căng lên, nhào nhào lên. Em mà bình tĩnh lúc nào. Ừ. Má nó yếu dữ lắm rồi đó. Má ơi. Cái thằng gòm này bắn gì mà ngu dữ nè, trời. Nè, nè. Hết đấu nè, hết đấu 300 sao với 900 sao solo với nhau nè. Rồi, chấp chấp mày máu luôn, tao chấp mày máu chấp luôn. Chấp luôn hả, ghê vậy? Đó, tao chấp mày máu luôn. Đâu rồi, đâu rồi? Được rồi. Cuộc tình mình bây giờ đêm nay vẫn cười á. Má nó bắn, nó tao giục điện thoại luôn á trời, tao bắn gì mà nó không chết. Hai thằng cãi lộn với nhau, hai thằng chữ ngu với nhau. Ai về đâu hai nghĩ ngu quá anh em à. Tại ăn nhân gồm chứ ai. Rồi, let's go, let's go. Mày chơi game mà mày lăn mạ người ta dữ vậy ba. Ủa thì hai thằng bay cãi lộn với nhau, hai thằng bay nó bắn gà các thứ thì. Thôi mà mày ngu thiệt ba. Ừ, tại mày ngu thiệt chứ bộ. Bắn gì lên. Tao bắn điện thoại không quen mà tao cầm PC là tao vô địch thiên hạ luôn. Trời ơi mày nè, anh em nhìn cho kỹ này nha, tôi chỉ làm một lần duy nhất cho anh em xem thôi nha. Nè, đó. Một lần duy nhất tao cho gãy cánh nè. Rồi, nhăn lỏ đâu, nhăn lỏ đâu. Nè, nãy giờ là ba, nhăn lỏ gì ba. Nhăn gờ mày lên, lên là mày chết nữa đó. Đó, ba. Má là vừa nói xong. Yếu dữ lắm rồi ba ơi. Mày đâu rồi? Cái... Yếu lắm rồi Đức ơi. Tao rồi. Công qua luôn, tao công qua luôn. Sau lưng mày nè mày. Nè. Chết cha rồi. Đâu rồi. Nè, anh em nhìn nè. Nhìn tao, tao chấp mày máu luôn. Nè, kỹ thuật của 99 sao nè. Đó, đẳng cấp chưa? Đó, 99 sao, tao phải bắn gì vậy chứ ba. Quá là non đi chứ hả. Nè, bây giờ mày nhìn cho kỹ nè nha, nè. Đó, 4-1 nha anh em ơi, bây giờ tôi đố này nó đặt kèo được nè, nè, như nè. Ồ, màu dữ ha, tao lên tao bắn mày một cái một luôn. Rồi, lên đi. Cái đầu quá. Tao cho đi. Mày một bay, một giây là bay nóc. Có 200+ sao mày đặt anh em bao nhiêu sao vậy? anh em comment ở dưới giúp tôi nha. Thôi, bây giờ anh em cứ comment anh em bao nhiêu sao đi, tôi không cần biết anh em... Má nó trời bắn bay cái đầu luôn. Má đó, nó cái... làm gì nữa không mà ba. Tôi không cần biết anh em bao nhiêu sao á anh em, thì anh em cứ comment bên dưới và nhớ lại đi nha. Thì tôi sẽ chọn ra mấy bạn nào mà hiện trên đầu á anh em ơi. Đó thì 50 bạn nha. Comment số nhất nha. Đất ơi, yếu xèo rồi đất ơi. Không sao, thằng này tao cấu máu nó lại chết à. Đó. Đó. Dạ. 5-1 anh em ơi. Một chặng thôi là lạc kèo anh em ơi. Rồi, let go anh em ơi. Mày bước vô. Tao xin mời mày bước vô, mày bước vô vô đây, mày bước vô đây, mày đưa nguyên cái đầu mày vô đây nè. Mày ăn luôn nè, mày ăn 6-1 rồi mày mới kịp với tao nè. Rồi, ok anh em nhìn nè nha, tôi tập trung tôi nguyên nó luôn cho anh em coi nha. Giờ, nãy giờ anh mày nhường cho ba. Đó, lú cái đầu mày ra. Ra lú cái não ra, hai viên đầu rồi đó, lú cái não ra nữa. Lú ra hộ tao cái. Nghe cái thằng này, mày đâu rồi? Ê trời ơi, trời 99 cộng rồi ông nội ơi. Trời ơi, trời chơi game mà 99 cộng. Bình tĩnh ơi, bình tĩnh ơi. La lạng nhân gồm ơi, cho nó tâm lý nhân gồm ơi. Ê, đó là quý ơi. Ây da, má nó bắn kinh chứ mày. Ôi hay quá nhân gồm ơi. Mẹ là, la 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 la. Mày đẳng cấp. Cây thế ra. Mẹ ý là người ta không có skin súng các thứ luôn đi mà bán côn lại nó thì thôi nghỉ game. Ủa, xóa tham không ra. Không có skin súng đâu ba. Bây giờ tao lặt kèo này mày khó nó nhiều ba ơi. Nè lặt kèo nè lên đây. Nè lặt kèo nè. Nè nè. Anh đây là nhân gồm. Ủa đây là Đức Tống nè. Đó. Bây giờ giết nhân gồm trước nè. Mày rồi giết ai trước chưa? Dám giết nhân gồm. Má mẹ chứ nhân động không à. Mày chơi. Trời ơi trời, cái mạng của nó cái gì nó không như trời. Gì đâu mà chứ nhân động đi mà đi không đi, đi không đi. Tao đặt kèo nó còn không muốn ra nó nói chi. Mẹ kỳ quá tôi chơi em ba. Quên 4-6-2 anh em ơi. Thôi anh em ơi, thì clip kết thúc anh em ơi. Thì anh em nào muốn tôi đột nhập vô cái nick của như là bạn mớp kia anh em, chuyện người xịn đó anh em. Giống như là có những cái đồ gì anh em comment dưới nha. Ok, thôi bye bye anh em, chúc anh em buổi chiều vui vẻ nha.